Chương 7 Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ và mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng, chồng cũng vậy. Không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình, thì cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thình mình được, thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình ung đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình, còn chồng cũng không nên để vợ. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Là nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa, được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch. Song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em, chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi, được gọi chăng, nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bì mà được gọi chăng, thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì cứ phải theo đấng bậc ấy. Nhưng người đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân nghiệp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền. Song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì. Và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có. Kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy. Vì hình trạng thế gian này qua đi, vả
Tôi muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Xong ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, xong để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Xong có ai tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như ý mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, xong kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời